Xin chào quý vị khán giả của Nói Không Với Thực Phẩm Bẩn. Gà mía, một giống gà đặc sản và là gà tiến vua năm xưa thì đang dần được khôi phục chăn nuôi trở lại trong những năm gần đây. Vậy để có được những cái con gà mía giống tốt thì quy trình sản xuất gà giống sẽ phải được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi thực tế tại một cơ sở chăn nuôi gà mía giống trong chương trình ngày hôm nay. Trang trại rộng 11 hectare với vườn keo rợp mát là khu vực nuôi gà mía bố mẹ của xí nghiệp chăn nuôi gia cầm. Tại đây, gà bố mẹ được phân theo chuồng, vừa để tiện chăm sóc, thu nhặt trứng, vừa để đảm bảo duy trì giống ổn định, tỷ lệ thuần trùng cao, tránh cận huyết làm giảm chất lượng con giống. Không gian rộng, gà mía bố mẹ được vận động tự do, thích hợp với tập tính của giống gà này, cũng giúp số lượng, chất lượng trứng có được tốt nhất. Bên cạnh đó, khâu vệ sinh bệnh dịch cũng được chú trọng. Mình một cái đơn vị sản xuất giống thì đương nhiên phải tuân theo cái pháp lệnh về giống vật nuôi, về pháp lệnh về thú y, nên là nó thực hiện phải rất bài bản và cũng là phải là xây dựng cái cơ sở an toàn dịch bệnh. Quy định trong cái an toàn dịch bây giờ họ cấp cho mình 5 năm thì 3 tháng họ định kỳ kiểm tra một lần. Nếu mình làm mà không tuân thủ, không chuẩn chỉ cái hộ thu hồi ngay cái giấy đó. Nên về cái an toàn dịch bệnh là nó rất được đảm bảo. Trứng sau khi được thu nhặt sẽ chuyển vào kho bảo quản, loại bỏ những quả không đủ tiêu chuẩn về trọng lượng, độ dày của vỏ hoặc dập vỡ trước khi cho vào lồng ấp. Tỷ lệ trống mái của chúng tôi thường là sẽ đặt để khoảng 1 trên 9 hoặc là 1 con trống 10 con mái. Trong quá trình nuôi thì 1 tháng chúng tôi có thể bổ sung thêm lượng vitamin E để con gà trống sẽ khỏe hơn, tốt hơn và chất lượng phôi sẽ tốt hơn. Để kiểm soát chất lượng bệnh dịch trước khi đưa vào ấp thì chúng tôi có thể sông trứng bằng formaldehyde với thuốc tím ấy. Những quả bẩn quá thì chúng tôi bắt buộc phải pha thuốc sát trùng loãng ra để chúng tôi lau những quả bẩn đấy. Bên cạnh chất lượng trứng, tỷ lệ nở của gà giống cũng phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật và chất lượng máy ấp. Hiện nay tỷ lệ nở của cơ sở chúng tôi là bây giờ đạt khoảng 77-78%. Để đảm bảo điều kiện trong quá trình ấp trứng thì chúng tôi phải đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm thì chất lượng nở mới tốt. Thì mùa nóng chúng tôi thường để khoảng độ 37 độ 4, 37 độ 5. Còn mùa đông thì chúng tôi cần phải để kỹ hơn, để cửa gió thấp, để cửa gió hẹp hơn. Và nhiệt độ thì thường là 37.5 đến 37.6. Sau 21 ngày, quá trình ấp kết thúc, gà con sẽ được tiêm vaccine rồi chuyển đến tay các nông hộ ngày một ngày tuổi để đảm bảo gà khỏe mạnh, không hao hụt trọng lượng do cơ sở chưa thực hiện công đoạn nuôi úm sau nở. Để đảm bảo chất lượng giống gà cung cấp ra thị trường thì chúng tôi sẽ qua 3 lần chọn lọc. Phải đảm bảo là cái chất lượng con gà mía chúng tôi nở ra là khoảng 99-100% là những con gà là phải có lông màu trắng đục, gà lông bông sạch sẽ, rốn khô và không hở và không bị dị tật, ví dụ như ngoẹo đầu hoặc là chân ngoẹo là chúng tôi sẽ loại bỏ luôn. Là giống gà đặc sản được nhiều nông hộ lựa chọn để chăn nuôi, nhu cầu gà mía giống trên thị trường hiện nay tương đối lớn. Trung bình mỗi tháng đơn vị này cung ứng khoảng 100.000 con gà mía giống. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện đơn vị sản xuất, số lượng con giống này chưa tương xứng với khả năng cung cấp của đơn vị. Chăn nuôi bây giờ nó rất nhiều các cái công ty cơ sở tư nhân nó sản xuất ra. Đấy, mình làm chất lượng nó phải có khác biệt, nó vượt hẳn, đấy, không thì nó sẽ rơi vào tình trạng là sản xuất thừa. Cái giá nông nghiệp thì nó cái thời tiết này, cái giá đầu vào đầu ra nó bấp bênh.